chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cái chai Suối Tiên Tửu, rượu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chuyên biệt để khách nước ngoài và các xuất ngoại giao của thành phố Hồ Chí Minh là có một cái loại rượu để tiếp khách đó mà. Đó, rất là hoành tráng, khoảng 800 gram à, cái chai này. Cái vỏ thôi là khoảng 800 gram. Nặng lắm. Cầm mà rất là chắc tay. Nè, cái nắp nè, giống như cái hộp mà gì đó mà quý báu lắm. Kim cương hay gì. Wow, đẹp quá. Suối Tiên đệ nhất tử, rất là cao cấp nha. Chào mừng Suối Tiên tròn 20 tuổi, du lịch văn hóa Suối Tiên cho ra đời dòng sản phẩm mới rất là cao cấp. Đây, Suối Tiên đệ nhất cung đình tổ, tao khách hùng cường phong rượu ngon. Rượu ngon là không thiếu bạn hiền, không được thiếu bạn hiền. Cái mùi của nó thì nghe là mùi thuốc bắc, giống như là chuối hột mà pha với lại mấy cái dây rừng này kia đó. Nghe mùi thơm thơm mùi thuốc bắc vậy thôi. Rồi uống nó hơi vị hơi ngọt ngọt, đậm đậm thì đủ thuốc nó vậy mà. Cái vỏ hộp này đẹp lắm, nặng tay, rất là nặng, làm rất cao cấp. Cái nút bần nè, đó để lò bắt quái. Đây, thơm, mở ra là rất là thơm, thơm nhẹ nhàng chứ không phải là thơm theo cái kiểu mà rượu thuốc, nhẹ lắm. Hương vị nhẹ nhàng, chắc để phù hợp cho khách nước ngoài. Cái hộp này thì nó nặng và cái chai rượu rất là nặng. Cái vỏ rượu này chắc không làm giả được đâu. Tại vì thì làm giả cũng được, nhưng mà do cái mẫu này nó ít, nó hiếm, nên cũng không có ít người mà làm giả lắm. Với cái mẫu này bán ra thị trường đó các bạn là khoảng 2,5 triệu. Loại 25 năm là 2,5 triệu, loại 18 năm là 2 triệu. Nếu các bạn nào mà có làm bên chính quyền á thì chắc biết nhiều, tại vì đi đãi khách nè thì sử dụng cái loại này. Đó là Huyền Thoại Âm Cung đệ nhất cung đình tửu. Ngày xưa trên vùng đất xa xôi có một vườn bương triều được cai trị bởi một vị vua rất anh minh, tinh thông thiên văn địa lý. Đó, ngài sẽ lại làm một cái loại rượu này. Do không có con nói giỏi cho nên phải làm cái loại rượu này để uống, để mang thai hoàng tử, là một cái người lương y đó, để dâng lên một cái loại thuốc cho vua và ngâm thuốc để uống. Vua uống xong thì đều có hoàng tử và công chúa ra đời. Nói chung đây cũng chỉ là một câu chuyện để cho các bạn nó vui vui trong lúc mà uống vậy thôi. Chứ thật sự cái câu chuyện này có thể là do bên Suối Tiên họ đã viết nên. Có nhiều người gọi đến Suối Tiên hỏi là có rượu này có bán không, nhưng mà trong Suối Tiên cũng không có bán rượu này, tại vì cái loại này cũng hơi hiếm đó nha. Mà trong giới mới biết được, ví dụ trong nhà nước á mới biết chỗ mua, đã biết cái tên rượu này rồi, đã uống rồi á thì nó sẽ biết cái đặc tính như thế nào, nó đặc biệt như thế nào, độ quý hiếm của cái loại rượu này nó cũng ra sao. Mà thậm chí nếu bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu mà mua thì cũng phải lên mạng, phải kiếm cũng hơi khó. Còn ra ngoài thì có một vài nơi mà trong giới mới biết thôi, giống như là trong nhà nước, thường thường trong nhà nước, quân đội, đi tiếp khách của ủy ban này kia đó, người ta mới mua, người ta đem đi tiếp khách. Cái rượu này 15 năm nghiên cứu, năm 2013 tới giờ. Có cái hầm rượu ở Suối Tiên á,
có nguyên một cái kiện rượu lớn, thật lớn ở xây dựng trong suối tiên. Bên trong thì du khách sẽ được khám phá cái mà chế biến rượu dành cho cái bậc đế vương thời xa xưa. Loại rượu thì làm được nếp cái hoa vàng, thứ men đặc biệt được ủ trong lòng đất. Các loại rễ mọc quý hiếm, vốn chỉ những cái rễ mà hướng về mặt trời mọc á, rồi mới được hạ thổ trong suốt 14 tháng, rồi qua 20 công đoạn, đặc biệt là trải qua khoảng thời gian ủ, loại hết cái tạp chất, rồi mới ra được cái loại đệ nhất cung đình rượu suối tiên. Có tiếng Anh luôn nè, ai muốn xem thì xem tiếng Anh luôn. Đó, xong. Đẹp chưa, cái vỏ nó nặng chình chịch luôn. Nó cái vỏ này không cũng chắc tiền không à. Rồi. Đây, mình sẽ dẫn các bạn xem một số loại rượu của mình ngâm. Đây, cái bình kế bên đó là sâm măng đen á. Lên măng đen mình mua ngâm đó. Rồi, ở đây là cái chai đen, cái hũ đen đen đó là ngọc cẩu Sapa. Kế bên vàng vàng đó là tổ ong rừng Ngũ Minh. Rồi đây là chú hột rừng. Xuống cái nữa là sâm, sâm Ngọc Linh, sâm đất Ngọc Linh. Rồi tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau.